tổng hợp các tình huống hài hước về công chúa giàu và công chúa nghèo phần 2. Không biết tiếp theo sẽ làm món gì đâu. Vinh Si! Đây rồi, thần đây rồi. Ui trời ơi, tiểu thư ơi. Riêng món này nhá, thần mà nói ra tiểu thư đừng sốc nhá. Tiểu thư nhắm mắt này, đây là món bất ngờ quan trọng nhất này. Ui ôi, món gì mà ghê thế nhỉ? Giới thiệu tiểu thư, chai bỏng siêu to khổng lồ. Chai bỏng to thế. Không ngờ tiểu thư nhà giàu như thế, có chai bỏng siêu to khổng lồ. Loại bỏng siêu to khổng lồ chắc là ngon lắm với tiểu thư ạ. Thế thì để thần bóc mời tiểu thư miếng nhá. Bóc cho ta nhìn. Ui trời ơi, các bạn nhìn này. Ui nó to bằng 3 lần đầu mình. Ui chai bỏng to quá. Thôi rồi, bóc đi. Ui để thần bóc nhá. Ngon thế nhỉ. Ui trời ơi. Nào tiểu thư chia tay nha. Hai tay. Ui ôi tiểu thư ăn xem ngon không. Chưa bao giờ mình ăn loại bỏng nó ngon chưa bạn. Ui trời ơi tiểu thư, cái loại bỏng siêu to khổng lồ ấy ngon. Thế thì thần xin phép tiểu thư cho thần ăn một miếng nhá. Đây, đây là thần. Ngon không? Ngon hơn tiểu thư. Cuộc đời thần chưa ăn quả bỏng nào ngon nhỉ. Ôi trời ơi, ôi trời. Ê, thần xin phép tiểu thư thần làm mình nữa nhá. Công nhận làm tiểu thư bình thường thích rồi đấy. Yeah. Thích ăn món gì thì có món đấy nhưng mà mỗi tuổi hơi ít. Không biết tên nhà hầu đi mua bao răng bờ với chưa mà lâu, ơi là lâu rồi. Thôi bây giờ mình sẽ thử đếm từ 1 đến 3 mà hẳn có xuất hiện không nhỉ. 1 2 3 Dạ, thần đấy ạ. Bắt thêm bắt răng bờ của ta rồi. Lần này tiểu thư phải nhắm mắt vào, tại to lắm ý. Thần phải đi lục tung cái tiệm tạp hóa mới tìm được cái hộp bắp răng bờ to, siêu to khổng lồ luôn. Ui ôi, hồi hộp quá. Rồi. Ê, hộp bắp răng bờ này á, bé tí đi đi này làm sao ta ăn đủ được. Thần đã nhắc đi nhắc lại từ đầu rồi, tiểu thư là con nhà bình thường chứ không phải là nhà có điều kiện gì nên ăn thế là được rồi. Bây giờ ta sẽ ăn bắp răng bơ. Hãy nhìn ta ăn đây. Trời ơi, mồm tiểu thư rộng thế. Bắp răng bơ ngon quá. Tiểu thư cái gì kìa? Đâu? Đâu? Các bạn có thấy gì đâu? Tiểu thư cứ nhìn đi, lấy nhìn kỹ vào. Đâu? Kìa kìa kìa. Đâu? Kìa là kha kìa. Đâu? Đấy là kha đấy. Đâu? Mình có thấy gì đâu nhở? Che bỏ của mình rồi. Đấy, tiểu thư ấy. Nhà có ma là mình vừa quay đi có tí thôi mà đã hết chai bỏng mất rồi. Chai bỏng của mình mà tự nhiên ai ăn hết rồi. Ui ôi. Thưa tiểu thư, thần xin giới thiệu cho tiểu thư món tiếp theo là món bánh mì chấm dứa siêu to khổng lồ. Dạ? Hôm nay ta cho phép người ăn bánh mì siêu to khổng lồ này cùng với ta. Ui, thần có đang mơ không tiểu thư? Mơ thì mơ này. Ui, thần được diễm phúc ăn bánh mì siêu to khổng lồ với tiểu thư á. Ừ, ăn đi. Thế thần xin nhé. Ôi trời ơi, từ bé là mình ăn bánh mì to này các bạn này. Ui trời ơi, ui siêu này. À. Ui ôi.
Bé gì, ta nói quá, bây giờ món tiếp theo là gì? Đây. Ôi dồi ôi, cái bánh mì bé như con chuột ấy mà, bảo sẽ to khổng lồ. Đi bóc ra cho ta đi. Bóc này. Đó, thì thần bây giờ lại mời tiểu thư. Bánh này ta ăn hai miếng rồi hết, nhìn đây nè. Tiểu thư này mồm rộng thế nhở? Thế nào đâu rồi? Hôm nay có những món gì mà lạ thế này? Dạ, thần đây ạ. Giới thiệu với công chúa, buổi đại tiệc ngày hôm nay của công chúa gồm rất nhiều món Tây, món ta của chú ạ. Vì công chúa là công chúa thời hiện đại nên là các món ăn cũng toàn là các món của thời hiện đại thôi. Thần xin giới thiệu với công chúa, đây là sườn bò Mỹ nướng với mật ong của công chúa. Wow, sườn bò Mỹ cơ, nhìn là thấy chảy nước miếng rồi. Tảng sườn to quá. Món tiếp theo ạ, thần xin giới thiệu cho công chúa, đấy là một nồi lẩu phong cách châu Âu công chúa. Ngon quá, lần đầu tiên ta được ăn đấy. Ui dồi, nồi lẩu bốc khói nghi ngít à. Món thứ ba là thần xin giới thiệu cho công chúa một món ăn đến từ Nhật Bản công chúa. Đấy chính là món sushi cá hồi công chúa. Wow, ui, ngon lắm đấy nhỉ. Yeah. Ui, cá hồi tươi nha, người ta đánh bắt lên xong rồi người ta chế biến thành sushi, ngon lắm. Món tiếp theo thần xin giới thiệu cho công chúa, đấy chính là món mì cay Hàn Quốc công chúa. Wow. Ui trời ơi, đây đúng là một buổi yến tiệc hoàng gia các bạn ạ. Và cuối cùng món tráng miệng thần xin giới thiệu, đấy chính là món kem phong cách Italia công chúa ơi. Wow, ngon quá. Ngươi đừng giới thiệu nữa, để ta ăn đi, cháy cái nước miếng rồi đây này. Ui trời ơi, thế thôi thần à, thần không làm mất thời gian công chúa nữa. Bây giờ thần xin mời công chúa bắt đầu vào bữa yến tiệc ngày hôm nay công chúa nhá. Ui dồi, hôm nay trong hoàng cung của ta nhiều món ăn ngon quá. Ui thần xin khải bẩm công chúa, hôm nay là ngày đức vua đãi yến tiệc để chiêu đãi các quan thần và công chúa, nên là hôm nay mới có một bữa ăn thịnh soạn như này đây công chúa. Đây ạ, thần xin giới thiệu với công chúa món đầu tiên của hoàng cung chúng ta ngày hôm nay, chính là món cá nướng dơm công chúa. Yeah. Wow, nghe tên đã thấy hấp dẫn rồi. Thơm quá. Vì công chúa là công chúa thời ngày xưa nên là lúc này cá nướng dơm là một đặc sản đấy công chúa. Tiếp theo ạ, thần xin giới thiệu với công chúa món tiếp theo là món ếch om chuối đậu của công chúa. Ui dồi ôi, nghe tên ngon quá. Ui dồi ôi, trong hoàng cung nhà công chúa toàn món ăn ngon thôi. Món tiếp theo thần xin giới thiệu cho công chúa, đấy chính là món bánh chưng xanh công chúa. Ui dồi ôi, lâu lắm rồi ta vẫn chưa được ăn bánh chưng, nghe tên ngon thế. Ui dồi, bánh chưng ở trong hoàng cung người ngồi đã lấy thèm bỏ ngon quá. Thần xin được giới thiệu cho công chúa món tiếp theo, đấy chính là món gà luộc công chúa. Wow. Ôi trời ơi, gà này á, gà này là gà luộc cả con, ăn lên là ăn cái đùi rồi là ngon lắm công chúa. Ôi trời ơi, ta thèm quá, ta thèm chảy hết nước miếng rồi nè. Ôi trời ơi, thần giới thiệu cho công chúa từ nãy đến giờ mà thần chảy hết nước miếng rồi. Và cuối cùng trong buổi yến tiệc ngày hôm nay là món tráng miệng công chúa. Wow, món tráng miệng cơ à. Cuối cùng chúng ta sẽ tráng miệng bằng món chè đỗ đen công chúa. Wow. Ui ui, cái thời này của công chúa đã toàn món đặc sản thôi. Thôi thôi, bây giờ ngươi đừng giới thiệu nữa, để ta ăn luôn bây giờ cho nó còn nóng hổi và thổi về ăn. Vâng ạ, thế thần xin được xin phép kính dâng những món ngon này lên công chúa. Xin mời công chúa ạ. Yeah. Tiểu thư, ta ăn học rồi. Bây giờ tôi mời tiểu thư vào trong nhà ăn điểm tâm buổi sáng. Messi, đi thôi.
gì? À, bữa trưa à? Ừ, có ngay. Ôi dồi ôi, ê, tiểu thư là tiểu thư con nhà giàu. Ừ, dưới tủ lạnh nhà tiểu thư nhiều đoàn lắm. Để bây giờ thần sẽ dâng lên cho tiểu thư món ăn đầu tiên. Món khai vị hôm nay dành cho tiểu thư chính là món kẹo mút siêu to khổng lồ. Yeah. Ui, kẹo mút siêu to khổng lồ quá. Đúng thế tiểu thư ạ. À, tiểu thư hãy xem đây. Ui dồi ôi, từ bé giờ ta chưa nhìn thấy kẹo mút nào to như thế này ấy. Giới thiệu với tiểu thư, đây chính là cây kẹo mút siêu to khổng lồ tiểu thư ạ. Này tiểu thư nhìn này, nó to bằng mặt của thần này. Đấy, thần xin được dâng lên cho tiểu thư. Bây giờ để thần bóc cho tiểu thư nhé. Ừ, bóc, bóc nhanh đi. Ui trời ơi, ui ôi, kẹo mút này còn màu xanh nè. Ui ôi, nhìn nó thấy kích thích rồi. À, bây giờ thần mời tiểu thư. Thế người thèm à? À không, thần không thèm. Ui ôi, tiểu thư con nhà giàu mà ăn như chết đói ạ. Tiểu thư, tan học rồi, mời tiểu thư vào nhà ăn sáng. Đầu tiên của hôm nay sẽ là món gì? Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu? Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu? Dạ, tiểu thư. Tiểu thư cho gọi thần ạ. Thế món khai vị của ta đầu tiên hôm nay sẽ là món gì? Mà lúc ở xe người quảng cáo mãi. Nhưng lên tôi đói quá. Đây đây rồi. Hôm nay thần sẽ giới thiệu tiểu thư một món kẹo mút siêu to khổng lồ. Ui ôi, kẹo mút siêu to khổng lồ à, nghe hấp dẫn thế. Hấp dẫn chứ. Yeah. Đây. Ê, cái này mà siêu to khổng lồ á, này bằng ngón út. Cái này ta phải ăn 10 cái mới ngon. Để thần bóc cho tiểu thư nhá. Tiểu thư cũng phải nên thông cảm. Tiểu thư nên không giàu cũng không nghèo, ăn tạm như thế này thôi. Thế bảo luôn là kẹo mút bình thường đi, đầu tiên lại còn quảng cáo kẹo mút siêu to khổng lồ nữa. Thì đôi lúc cũng phải thêm phần kích thích cho tiểu thư chứ. Đây, sao rồi tiểu thư ăn đi. Tôi xin. Ngon quá. Món tiếp theo của ngày hôm nay là món tráng miệng tiểu thư ạ. Ui, hộp gì đây? Thần xin giới thiệu với tiểu thư, đây chính là hộp kem vị sô-cô-la siêu to khổng lồ. Wow. Thì người bóc ra cho ta ăn đi. Để thần bóc cho tiểu thư nhá. Bóc đi. Wow, kem ngon quá. Thì người đưa đây để ta thử miếng. Ui ôi, thần mời tiểu thư một miếng kem siêu to khổng lồ này. Ôi trời ơi, ngon ngon không tiểu thư? Ngon không nói lên lời. Yeah. Ôi trời ơi, tiểu thư con nhà giàu mà ăn như chết đói vậy. Tên vệ sĩ này mua kèm nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có. Vệ sĩ đâu rồi? Vệ sĩ đâu rồi? Sao đây đây đây, thật ghê ạ. Thế kèm của ta đâu? Kèm à? Đây rồi. Ê, sao mua hộp kem bé tí ấy? Tiểu thư cứ đòi hỏi nhiều. Đây này, kem to nhất ở trong tiệm tạp hóa rồi. Đây, chính là vị kem sô-cô-la tiểu thư ạ. Yeah. Thần bây giờ lại mời tiểu thư lại thưởng thức vị sô-cô-la. Thì ngươi không bắt cho ta à? Với cả không có thì là ta ăn bằng gì, ta ăn bằng tay à? Đấy rồi. Tiểu thư nó tính này, cứ bình tĩnh. Có ngon không? Ngon 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 như ngỏi luôn. Thế thần lại mời tiểu thư. Ta xin ngươi lại cầm kẹo mút cho ta. Cầm à?
kem lạnh qua mát quá. Vị sô cô la ăn thơm ngon thế. Yeah. Ngon quá, mới tội là hơi ít, ăn có hai miếng là hết hộp kem rồi. Giới thiệu các bạn, mình chính là người hầu của gia đình công chúa con nhà giàu thời hiện đại. Tên hầu đâu rồi? Mau trang điểm cho ta, để ta còn đi tập múa. Tên hầu đâu rồi? Đây, thần đây ạ. Thần xin được chào công chúa. Bây giờ thần xin phép công chúa cho thần trang điểm cho công chúa để công chúa đi dự dạ hội công chúa nhá. Yeah. Mở đôi trang điểm ra, trang điểm cho ta đi. Đây chính là bộ đồ trang điểm thời hiện đại công chúa, gồm có son này, rồi đánh má hồng này, rồi kẻ mắt này. Thôi, bây giờ thần sẽ bắt đầu trang điểm cho công chúa nhá. Và bây giờ công chúa nhắm mắt vào để thần vẽ lông mày cho công chúa nhá. Ai, công chúa đã thấy lông mày của mình đẹp hơn chưa? Wow, đẹp quá. Bây giờ thần sẽ đánh má hồng công chúa để công chúa xinh hơn công chúa nhá. Ừ, đánh đi. Yeah. Ai, công chúa đã thấy khác chưa? Wow, má ta hồng đẹp quá. Còn bước cuối cùng, bây giờ thần sẽ đánh son cho công chúa để công chúa trông xinh hơn công chúa nhá. Nào công chúa nhắm mắt mím môi vào. Ta-da! Wow, đấy, xinh hơn hẳn. Công chúa đã thấy thay đổi chưa? Bây giờ thần xin mời công chúa đi ra siêu xe của nhà công chúa để chúng ta tiến hành đi tới lễ hội công chúa nhá. Ok, let's go. Công chúa cho gọi thần ạ. Sắp đến giờ ta phải đi múa rồi, ngươi mau trang điểm cho ta đi. Vâng ạ. Thế công chúa đợi thần một chút để thần đi chuẩn bị đồ trang điểm để con trang điểm cho công chúa đi múa nha công chúa nhá. Tốt, mau đi. Vâng ạ, công chúa đợi thần một tí. Dạ, thần đây ạ. Thưa công chúa, tại vì công chúa là công chúa của thời ngày xưa nên là thời bây giờ nó chưa có phấn son gì cả. Đây là toàn bộ đồ nghề dùng để trang điểm cho công chúa đi múa đấy công chúa. Thưa công chúa, thì đầu tiên là thần sẽ dùng nhọ nồi để đánh lông mày công chúa nhá. Yeah. Ai, công chúa có thấy bộ lông mày của mình đẹp không? Ui ôi, đẹp thế. Yeah. Công chúa bây giờ lại nhắm mắt vào để bây giờ thần dùng hoa giấy để đánh má hồng cho công chúa. Đấy, công chúa thấy đẹp hơn chưa? Wow, người ta xinh hơn là nhiều ấy. Úi xồi, thần trang điểm của công chúa phải khác nhỉ. Thế bây giờ công chúa lại nhắm mắt vào đi để thần đánh son cho công chúa nhá. Đấy, thần sẽ dùng hoa mẫu đơn để đánh cho công chúa. Thần trang điểm với công chúa phải khác nhỉ. Bây giờ trước khi đi múa, công chúa chỉ còn một bước cuối cùng, đấy chính là đội chiếc bờm công chúa lên đầu, thì công chúa sẽ xinh nhất cái đêm hội này luôn. Yeah. Xin mời công chúa. Thôi, bây giờ thần sẽ đưa công chúa ra xe ngựa để chuẩn bị đi đến lễ hội còn tập múa công chúa nhá. Ok, đi thôi. Ok, let's go. À, công chúa ơi, hôm nay công chúa thích ra ngoài để hóng gió à? Đúng rồi, mát lắm. Ở trong nhà mãi bị bách lắm. Ra ngoài này cho mát. À, xin thần mời công chúa đi trước để thần đi sau bảo vệ cho công chúa. Ừ, nhớ không được ngủ đấy. Dạ vâng ạ.
đói quá. Con này ông đi qua lại bà đi lại cho con xin ít tiền. Con là kẻ lang thang cơ nhỡ, không nhà không cửa, con khổ quá. Con này ông đi qua lại bà đi lại, ai có tiền cho con xin tiền mua hộp cơm ăn sống qua ngày. Ôi, con này ông đi qua lại bà đi lại cho ui con xin ít tiền mua hộp cơm sống qua ngày, con nghèo quá. Tên nào? Tên nào kia? Ta. Ta nhìn thấy ông này đáng thương quá. Ui giời, đi thần công chúa đợi thần ý để thần hỏi xem nào. Ui giời, ê chú ơi. Chú bị nào ấy? Dạ con là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không nơi cơ nhỡ. Ui giời, con đã 28 ngày không ăn cái gì rồi. Con đói sắp chết rồi. Ui ôi cho con xin ít tiền mua một cơm thần con quá ăn. Đói quá. Tên nào? Dạ. Tên có mang tiền không? Ui thần đúng là chẳng mang được tiền. Công chúa nhà giàu thế thiếu gì tiền đâu. Thế người đưa đây cho ta để ta cho ông một ít, ông còn ăn. Vâng ạ, đói quá. Nhanh. Ui đây công chúa ơi, hôm nay đi ra ngoài thần không mang nhiều đâu. Thần có mang có 20 triệu thôi. Đây. Ông ơi, chỗ này con không có bao nhiêu, con chỉ có 20 triệu thiếu ông thôi ạ. Ông này nào ấy? Ông ơi. Công Công chúa ơi, con không dám xin nhiều như thế này đâu. Cho con xin ít tiền ăn cơm thôi. Ông cứ cầm lấy để ông ăn cơm qua ngày. Chỗ này một phần nhỏ thôi, không có nhiều đâu. Ông cứ cầm lấy mà ăn uống đủ đi. Thôi chú ơi, cháu bảo này, công chúa nhà cháu đã có lòng thế thì chú cầm tạm đi. Chỗ này có 20 triệu có cái gì đâu. Đúng rồi. Bình thường công chúa nhà cháu tiêu khoảng toàn 100 triệu một lúc thôi. Ui ôi, công chúa ơi. Ui, công chúa hôm nay ra đường làm gì mà mang nhiều vàng thế à công chúa? Hôm nay ta muốn đi ra ngoài hóng gió, tiện thể có ít tiền để đi mua đồ ăn cho ta ăn. Ui, chỗ này công chúa có mà mua cả thế giới này luôn. Qua bắt thần phát đi. Đi nhanh, sắp đến chợ rồi. Ui trời, đi thôi công chúa. Ôi con lại ông đi qua, lại bà đi lại. Ôi cô ơi, cô con xin ít tiền, con ăn mua hộp, mua bát phở con ăn. Hầu ơi Hầu. Dạ. Ở đây có ăn xin này. Vâng. Con xin ông. Ông ơi, ông bị làm sao ấy ông? Ông ơi, con chết đói. 4 tháng này chưa được cái gì vào bụng. Ông cho con xin ít tiền, con ra mua con mua bát phở bò 2 trứng con ăn. Ôi Hầu ơi, ông này khổ quá. Hay Hầu cho ông này ít tiền đi. Đây là vàng công chúa mà, công chúa thích dùng vào mục đích gì cũng được. Đây, thần gửi lại cho công chúa. Ôi trời ơi. Ôi cái gì đây anh ơi? Đây là vàng của trong hoàng cung. Ông ơi ông, cháu chỉ có ít vàng để biểu ông thôi. Thế này sướng nhất ông ấy nha. Công chúa định đi ra ngoài để ăn điểm tâm mà nào thấy thương ông quá cho ông tất này. Thôi đây, tôi gửi lại ông ạ. Ôi. Ông ơi ông, con cũng chỉ có ít thôi để biểu ông rồi, ông cầm tạm nhá. Thế thôi, con chúc ông mạnh khỏe nhá, con đi đây. Cái Hầu đi. Vâng ạ. Thôi công chúa đi trước để thần trao nốt số vàng này cho ông ấy để con thần đi. Thôi đây nhá, cháu thay mặt công chúa trao lại cho ông số vàng này, cháu xin cái tải cháu mang về. Ôi trời ơi, cháu chào ông nhá, cháu đi đây. Ôi ôi sao mình khổ thế này à trời. Messi đâu? Ê, thần đây rồi. Ui trời, món tiếp theo này à là món kinh khủng lắm. Tiểu thư nhắm mắt vào. Ui trời ơi, ta là tiểu thư con nhà giàu, làm gì có món gì ta chưa ăn mà kinh khủng lắm. Tiểu thư hãy xem đây. Ui mọi lần ngươi toàn cho ta hỏi bé, hôm nay cho gói to thế.
thần xin được giới thiệu với tiểu thư, đây là gói bim bim siêu to khổng lồ. Yeah. Này, thư nhìn này, gói bim bim này to bằng cả mặt của thần này. Ờ, nhìn cũng ngon đấy. Gói bim bim này to gấp 2 lần mặt tiểu thư đúng không các bạn? Ôi. Đây, để thần mời tiểu thư thưởng thức. Cái người bốc ra chúng ta. Được. Ui ôi tiểu thư ơi, bim bim vị phô mai ngon quá tiểu thư ạ. Ui thế thần mời tiểu thư. Ui ôi, bim bim phô mai vị đảo biển cơ. Mình mời tất cả các bạn nha. Ui ôi ôi, tiểu thư mồm dặm thế. Miếng bim bim to như thế mà tiểu thư ăn hết. Ui ôi, tiểu thư này chết đói từ năm 45 à. Ui tiểu thư có gì kìa. Đâu? Có gì đâu? Ui, tiểu thư nhìn lại kìa. Hao hao không thấy gì đâu. Công nhận bim bim phô mai của đảo biển ngon đấy tiểu thư ạ. Người có ăn đâu mà người biết nhở. Xin mời chuyển sang món tiếp theo đi nào. Có ngay cho tiểu thư. Ngại đây, bim bim siêu to khổng lồ. Bé tí tí này. Mà sao áo nhà ngươi như áo của Doraemon gì cũng sao có ấy. Yeah. Đây là bim bim cua to nhất ở trong cửa hàng tạp hóa mà tôi đi mua. Nhìn thì có vẻ hấp dẫn đấy nhưng mà bé quá, ta một mình ta phải ăn 50 gói ạ. Vì tiểu thư là con nhà bình thường ăn tạm này thôi. Thôi được rồi, ngươi bóc tan đi. Bóc à? Đấy. Mày tiểu thư. Ta xin. Có như ta cái kẹo mút. Dạ. Để tí ta ăn sau. À tiền mà. Đó, không 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 không. Tiểu thư ăn xong chưa tiểu thư? Ăn chưa? U tiểu thư cái nhà có ma kìa. Đâu? Đây. Đâu? Bim bim này ngon. Được rồi đấy. Ngươi nói gì đấy? Dạ không. Em nói gì đâu.